AFF năm nay thì diễn ra vào thời điểm chắc là có lẽ là đặc biệt, khi là thì tổ chức ngay sau trận chung kết World Cup 2022 ít ngày, thì cũng có nhiều ý kiến lo ngại về cái việc hiệu ứng World Cup có thể khiến cho cái giải đấu năm nay bị ảnh hưởng đôi chút. Thì với ý kiến của người làm chuyên môn thì anh có nhận định thế nào về điều này ạ? Tôi nghĩ rằng là không có vấn đề gì, bởi vì lâu nay chúng ta vẫn tách bạch được một cái chuyện rằng là thế giới thì chúng ta không thể so được, nhưng mà Việt Nam đá thì lại có cái màu cửa sao riêng, thậm chí là ngay cả V-League cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà các vấn đề của V-League nó cũng phản ánh thực tế cuộc sống của chúng ta, thành ra là lại có những cái gần gũi, nó lại có những cái thân phận gì đó nó rất gần với cả bản thân mỗi một người xem. Bởi thế khán giả Việt Nam lâu nay cũng có cái sự tai mạch thế rồi. Và cũng phải nói thêm là từ lúc bóng đá Việt Nam có thành tích tốt ở đấu trường khu vực cũng như châu lục thì cái yếu tố màu cửa sao được nâng lên, khi xem cho thấy là cầu thủ đá cảm xúc, đá nhiệt huyết và nó là cái tự hào dân tộc. Thì về chuyên môn có thể là còn hạn chế so với cả đẳng cấp thế giới, nhưng mà nó thân thuộc và vẫn là cái màu cờ sắc áo nó rõ lắm. Không biết là đội tuyển nào, chứ với tuyển Việt Nam tôi cho rằng không ảnh hưởng đâu. Bởi vì là thầy Bác từ lâu rồi đã đặt ra vấn đề cho các học trò là chỉ xem những trận mà thuận lợi cho cái lịch tập luyện thôi. Có những hôm tôi biết là được phép xem một chút, nhưng mà đấy là sáng sau không phải tập luyện, mà gọi là muộn thì thực ra cũng tối đa là đến khoảng 1-2 giờ thôi, chứ còn đến mà thông đến sáng là không bao giờ như vậy cả. Cao thủ thì mê nhưng mà cũng có ý thức chuyên nghiệp, và tôi nghĩ rằng là thời điểm hiện nay cũng có thể xem lại trên nhiều hệ thống khác nhau, chứ cũng không phải là như ngày xưa là không xem trực tiếp là không bao giờ xem lại được nữa, cũng sẽ có nhiều cách để mà xem lại. Bởi vì là nếu mà vào cái giờ nó oi om quá thì cầu thủ sẽ tìm cách xem lại để mà học hỏi sau. Như vậy là huấn luyện Park Seo đã có cho mình những con người ưng ý nhất. Thì nhìn với bản danh sách đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này thì anh có những đánh giá sơ lược thế nào về đội hình của đội tuyển Việt Nam ạ? Cơ bản thì những cái đợt tuyển chọn thầy Park luôn có cái lý của mình, kể cả những cầu thủ mà lâu nay không thi đấu ở câu lạc bộ, kiểu như là thủ môn Văn Toàn, thì Văn Toàn đã từng là một thủ môn giỏi, thầy Park cũng muốn là gọi anh lên để mà như một cái dịp chui rèn Văn Toàn, anh ấy trở lại cái phong độ và cái nhịp thi đấu của mình. Bởi vì những người mà thầy Bác nhận thấy là có tiềm năng nhưng mà vì lý do nào đó gần đây không được thi đấu nhiều thì vẫn tạo điều kiện để mà cái thành tích thi đấu nó không chỉ là tốt cho thời điểm này mà còn để hướng đến tương lai nữa. Năm nay thì Công Phượng không tập trung, anh ấy sắp sang Nhật thi đấu, thì nghe nói được cả gia đình sang Nhật. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể yên tâm bởi vì là bộ khung của huấn luyện viên Park Seo cơ bản là vẫn còn đó, và những cái người mà nằm trong cái khả năng được sử dụng cao ấy thì tuổi chưa nhiều, tức là vẫn ở trong cái dạng là dạn dày rồi nhưng mà chưa phải nhiều tuổi, vẫn giữ được phong độ. Văn Quyết trở lại thì chúng ta thêm cái phương án lựa chọn. Bên cạnh đó thì Quang Hải cũng được FC Pô cho về rồi, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta rất là yên tâm. Thực tế là một năm qua sau khi mà thoát khỏi tạm thời cái dịch Covid thì bóng đá Việt Nam cũng đã phát hiện ra thêm nhiều cái nhân tài ở cả ba tuyến. Hàng phòng ngự thì là có Thanh Bình, tuyến giữa Hoàng Đức cũng đã phát triển rất là tốt. Gần đây lại có một số nhân tố mới kiểu như là Hải Huy, một cầu thủ đá tốt tại V-League đưa vào thì cũng là một cái điều đáng mừng. Trên hàng tiền đạo ngoài Tiến Linh thì có Tuấn Hải là cầu thủ cũng bắt nhịp được. Tôi cho rằng là chúng ta hiện nay AFF Cup thì thành tích cũng là gành, nhưng mà tôi muốn là làm sao để chúng ta có một cái sự hài hòa vừa tốt cho thành tích trước mắt nhưng mà lại cũng vừa để mà hướng đến tương lai. Tôi phần nào đó tiếc cho Đình Trọng nhưng mà cũng hiểu được, bởi vì Đình Trọng dù sao cái đây chưa lâu vẫn bị chấn thương. Anh ấy nỗ lực vật lộn để trở lại sau chấn thương, nhưng mà hiện nay chúng ta đừng quên là Đình Trọng trở lại nhưng mọi chuyện cạnh tranh nó không như trước. Hiện nay chúng ta đã xuất hiện thêm các trung vệ trẻ tài năng, cái lứa của những người sinh cuối năm cuối thập niên 90 và đầu năm 2000 ấy, điển hình là Thanh Bình. Thế thì Đình Trọng cần phải tập luyện thật là tốt và phải gọi là vượt lên chính mình nữa, bởi vì Đình Trọng có cái bất lợi về chiều cao. Đấy, trước đây anh là bác sĩ quan trọng, nhưng khi trở lại chúng ta đã có những cái nâng cấp lối chơi lên cũng như là có thêm nhân tố mới. Thành ra Đình Trọng, tôi vẫn luôn luôn đánh giá cao Đình Trọng, tố chất rất là tốt, nhưng mà lúc này anh cần phải có một sự gọi là mạnh mẽ và phải chứng minh được nhiều hơn nữa để có thể thực sự trở lại. Với Xuân Trường và Hà Đức Chinh thì tôi không tiếc lắm, bởi vì gần đây phong độ không cao. Hà Đức Chinh thì cũng có thể, cái việc mà thầy Bác gọi tập trung vừa rồi tôi cho rằng là cũng phần nào đó là tình cảm. Thầy trò gắn bó với nhau rất lâu rồi và thầy Bác cũng muốn là trong những ngày cuối cùng gắn bó với bóng đá Việt Nam thì cậu học trò lâu năm Hà Đức Chinh cũng được đưa lên để mà như là một cơ hội cuối cùng để tạo điều kiện cho anh ấy thể hiện. Tuy nhiên chúng ta thấy là ngay tại V-League thì Đức Chinh cũng không còn nổi bật, bởi thế lên tuyển rất là khó bắt nhịp, anh ấy phải về cũng là dễ hiểu. Xuân Trường hiện nay thì phong độ không cao. Đức Xuân Trường là một cầu thủ có tiềm năng và
và đã từng là quân bài quan trọng. Nhưng mà bóng đá thì chúng ta biết rồi, kể cả thế giới thì chăng nữa, thể chất tốt như vậy, rèn luyện chuyên nghiệp như thế, nhưng cũng có những người mà đợt tập trung trước thì vẫn là quan trọng, nhưng đợt sau thì không có mặt nữa. Nói chung đấy là chuyện bình thường. Và tôi cho rằng là thời điểm này, mặc dù lối chơi của Thầy Park rất đặc thù, nhưng mà chúng ta vẫn nên chú ý đến vấn đề phong độ, phải là phong độ tốt. À, lúc nãy anh cũng có nhắc đến Quang Hải, thì câu chuyện Quang Hải tham dự FA Cup chúng ta không phải nói từ hôm nay mà đã nói từ rất lâu về việc nên gọi Quang Hải về nước hay không. Và cuối cùng thì Quang Hải đã trở về. Tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại là cái giải đấu FA Cup lần này, cái việc Quang Hải trở về thì có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy tại nước ngoài, cũng có thể là Pro FC. Quan điểm của anh về câu chuyện này như thế nào ạ? Thực lòng ý kiến của tôi ban đầu là tôi thích cái kịch bản là Quang Hải không được FC Pro cho về. Tôi thích cái kịch bản đấy hơn. Bởi vì chúng ta dù sao cũng vô địch AFF Cup rồi, có Quang Hải về thì tốt, nhưng mà cầu thủ Việt Nam vẫn muốn thực hiện cái giấc mơ ở châu Âu mà chưa làm được. Nếu như ở châu Âu người ta thật sự là cần, nằm trong cái quy hoạch của người ta để mà phải thi đấu nhiều, không được về thì tôi lại thích hơn. Về thì cũng tốt cho đội tuyển, nhưng mà phần nào đó tức là vai trò của anh ở club nó cũng không có gì rõ ràng cả, theo cái kiểu mà anh không phải là cầu thủ quá quan trọng mà lúc nào phải cần. Đấy là quan điểm của tôi. Thời gian gần đây thì báo chí quốc tế cũng nhận định là tuyển Việt Nam sẽ là ứng cử viên số 1 cho giải đấu này, bởi vì ngoài về lực lượng thì chúng ta còn có lợi thế là các đối thủ như là Thái Lan, Malaysia hay Indonesia không thể gọi được những cái cầu thủ tốt nhất về đội hình của mình. Vậy thì anh cũng nghĩ rằng những đối thủ mà gọi là suy yếu hoặc là không thể có những con bài tốt nhất, đây có phải một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trở thành ứng cử viên số 1 không ạ? Chắc chắn rồi, khi mà họ không có con bài tốt thì đấy là cơ hội cho mình, bởi vì trong bóng đá cái việc mà khả năng giành thắng lợi đến đâu nó phụ thuộc vào chính mình và cả đối thủ nữa. Tuy nhiên là dù đối thủ không tung vào sân đội hình mạnh nhất và không có đủ những người tốt nhất, mình vẫn phải chuẩn bị ở một góc độ nghiêm túc nhất, và với bản thân mình thì lúc nào cũng phải quan điểm là vượt lên chính mình, sau đó thì mới tính đến đối thủ để mà mình lựa. Tôi nghĩ vẫn là Thái Lan thôi. Thái Lan mặc dù có thể không gọi về đầy đủ những người tốt nhất, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là cái đội bóng Đông Nam Á gần nhất đánh bại Việt Nam chính là Thái Lan. Và tôi vẫn muốn chờ đợi một cái trận đấu ở cấp đội tuyển mà chung kết Đông Nam Á ở cấp đội tuyển, ông Park có dịp đối đầu với cả Thái Lan. Đã từng gặp nhau ở chung kết rồi, nhưng đó là U23 tại SEA Games. Thế còn ở cấp đội tuyển thì thường gặp nhau ở các vòng ngoài và bán kết thôi. Tôi mong muốn có một trận chung kết để mà như là một cái sự chia tay đặc biệt của Thầy Park. Nhiều người sợ rằng là cái lần chia tay thì nhiều khi nó có cái gì đại khái vào như kiểu là giã đám, nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. Thầy Park và các học trò là những người hiểu nhau, và chúng ta hiện nay là có số lượng khá đông đảo những cầu thủ tài năng. Bởi thế tôi nghĩ theo hướng tích cực là thầy trò sẽ bảo ban nhau để mà cống hiến một giải để đời trước khi chia tay nhau. Thì có thể là nhiều khi cái sự cố gắng quá mức nó cũng là áp lực, là căng thẳng, nhưng mà tôi tin vào đội ngũ này có một sự giản dày nhất định và vẫn đang có sức vươn để mà biến thách thức thành động lực, chứ không bị căng thẳng trong câu chuyện này. Có thể nói ở giải đấu này thì Tuấn Hải, thì anh có chờ đợi hay kỳ vọng thế nào về tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội sẽ chơi ở giải đấu lần này không ạ? Tuấn Hải là cầu thủ đang có sức vươn, anh đã chứng tỏ khả năng của mình không chỉ ở V-League mà còn ở đội tuyển. Thực ra thì Tuấn Hải khi được đội tuyển sử dụng thì bắt nhịp rất nhanh. Chúng ta đừng quên rằng là mùng 1 Tết âm lịch là anh đã bắt đầu có sự tỏa sáng ở sân Mỹ Đình rồi. Thành ra tôi rất là tin tưởng rằng chúng ta đang có hai tiền đạo tốt, Tiến Linh nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng mà nếu cần Tuấn Hải sẽ vào sân để mà tạo ra khác biệt, đồng thời là gây bất ngờ cho Phương. Với sự trở lại lần này của Văn Quyết, anh đánh giá thế nào về nỗ lực của Văn Quyết trong kỳ FA Cup lần này? Bản thân tôi thì tôi ghi nhận nỗ lực của Văn Quyết. Trước đây Văn Quyết có vẻ không phù hợp với lối chơi của ông Park Seo, cũng có thể là chưa được hiểu nhau lắm, và đến bây giờ thì rất vui là ông Park cũng đã có sự cầu thị tạo cơ cho Văn Quyết, và bản thân Quyết cũng có những cái thay đổi. Anh đã chín mùi hơn sau 5 tháng là cầu thủ quan trọng nhất của câu lạc bộ Hà Nội. Anh ấy chín mùi và cảm giác bây giờ làm chủ được mọi chuyện, khả năng thích nghi cao hơn, để mà gần đây anh đá tốt ở đội tuyển, thì tôi nghĩ rằng là Văn Quyết phong độ tốt sẽ giúp Việt Nam có thêm những cái phương án và rất thú vị đấy. Văn Quyết tôi cho rằng là sẽ là một trong 3 mũi công. Nếu mà không gì thay đổi thì cơ bản cách chơi của Việt Nam sẽ là 3-4-3, hoặc là có thể chuyển đổi thành 3-5-2. Nếu mà 3-5-2 thì Quyết sẽ là hộ công phía sau hai tiền đạo. Thế còn nếu mà 3-4-3 thì sẽ là một trong 3 mũi công. Văn Quyết là cầu thủ linh hoạt, và tôi cho rằng là anh ấy được đào tạo trước để đá tiền đạo, mà anh ấy là một trong 3 mũi ở trên cũng được, mà là hộ công phía dưới tiền đạo cũng được. Thì trước mắt thì chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến trận ra quân gặp đội tuyển Lào. Vậy thì trước một đối thủ như này thì anh dự đoán thế nào về cái thế trận cũng như là tỷ số cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Lào ạ? Tôi mong muốn tuyển Việt Nam có một trận đấu
thắng gọn gàng trước tuyển Lào. Thực ra gặp Lào cũng là thuận lợi, bởi vì nếu mà còn cái gì đấy chúng ta chưa thể hiện hết được ở các trận giao hữu thì gặp Lào cũng như là một cái cuộc tập dượt đối thủ không mạnh để mà đội bóng có thể siết chặt hơn nữa cái bộ khung của mình. Tôi kỳ vọng một thắng lợi 2-0 trên sân của Lào. Vâng, thì câu hỏi cùng là dựa trên những con người hiện tại của tuyển Việt Nam thì anh có thể đưa ra một đội hình theo quan điểm của anh, đội hình tối ưu nhất cho tuyển Việt Nam chinh chiến ở giải đấu này không ạ? Trong cầu môn là Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ thì Thành Trung lúc này phong độ tốt, Thành Trung, Quế Ngọc Hải là hai vị trí tôi nghĩ là có mặt trong bộ ba trung vệ. Cái suất còn lại thì khả năng cạnh tranh quyết liệt đấy. Thanh Bình cũng đang trưởng thành này, Duy Mạnh cũng đang nỗ lực trở lại phong độ đấy. Ngoài ra Bùi Tiến Dũng nữa, tôi cho rằng suất thứ ba là cũng chưa thể chốt được đâu đấy. Thế còn chỗ của Thành Trung và Hải Quế là gần như chắc chắn. Hai bên thì bên trái là Đoàn Văn Hậu, bên phải thích hợp nhất lúc này là Hồ Tấn Tài. Bộ khung ở giữa sân, bộ đôi tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng và Hoàng Đức, ở phía trên Quang Hải sẽ chiếm một suất. Tiến Linh hoặc Tuấn Hải thay nhau đá thì đào cắm, còn góc bên kia là Văn Quyết.